ai mà có cái tình trạng mà giống như hai chị mới tả đó thì definitely gọi hội tâm linh học mình sẽ giải quyết. Mà trong cái tình trạng nhập á thì trong 2-3 năm là bên Như Hình sẽ cho cái người đó cái giải quyết cái chuyện đó. Nhưng mà có nhiều người người ta bị nhập á, người ta đi sâu quá mà không có được hội giúp á thì có thể trong cái tình trạng giống như tẩu quả luôn á, đôi lúc cũng mất mạng, luôn. Tại vì có thể là về để lấy của người đó, tại vì cũng là cái nghiệp của họ. Giống như mình có cái case của mới đây, tự nhiên mình đi travel cả tháng, có cái tình trạng cái chị đó đó thì chị trong cái tình trạng mà giống như chị tiếp bên Như Hình thường xuyên đó mà chị không có người hướng dẫn thì bây giờ trong cái tình trạng giống như mình nói là bị tẩu luôn á, là giống như chạy ra ngoài đó giống như không có mặc quần áo luôn á, thì trong tình trạng đó người ta thấy người ta sẽ bỏ vô bệnh viện đó. Nên người nào mà bị nhập, thấy thân nhân mình bị nhập hay là trong cái tình trạng mà tiếp xúc với bên Như Hình thường xuyên mà không có người hướng dẫn á, giống như hội mình có thầy tâm hướng dẫn mấy anh chị em thì nên tới hội để giải quyết. Mình không có muốn trong cái tình trạng mà bị tẩu quả luôn. Khi mà họ bị nhập, họ có biết họ đang làm gì không chị? Hay là coi như là giống như là không biết gì luôn, giống như mượn người để cái hồn ma mượn thân xác họ luôn. Biết. Họ biết. Biết 100% biết. Họ đều tỉnh táo hết nhưng mà họ không có làm chủ được làm chủ được cái thân xác của họ. Vì có bây giờ tình trạng mà ai mà khóc lóc mà giống như muốn cái hồn ma nó xúc ra khỏi mà họ không làm cách nào được không? Hay là tí là tâm thần. Nếu mà nói là để gọi là bị nhập rồi đó, mà cái hiện tượng đó như vậy đó, thì cần phải có một cái người tới một cái nơi để họ giúp đỡ. Thì họ, thí dụ như mình nói đi tới hội tâm linh học đi, thì đối với hội tâm linh học thì hội tâm linh học sẽ có cái đường hướng để mà thương lượng với cái phần bên kia để làm sao mà hỏi để tìm ra được cái lý do gì mà người này là bị nhập. Thì để từ đó mình mới có được những cái đường hướng để mà làm sao để cho bên kia không có tới với cái người này nữa bằng cách là mình phải thương lượng. Và cách thương lượng của bên hội rất là nhẹ nhàng, cũng như mình ngồi nói chuyện đây, không có giống như là hành hạ cái thân xác của cái người đó. Cái chủ quan của hội là cái người bị nhập đi tới đó đều có một cái lý do đó, một cái lý do gì đó cần giúp đỡ. Và sau khi họ bị nhập như vậy đó và được giải quyết đó, thì cái người đó, cái tâm linh họ thăng tiến rất là cao. Thành ra đôi lúc thay vì bề trên cho cái người này mang ra cho họ, thí dụ như nếu mà họ không bị nhập á thì họ có thể là sẽ bị khiến vào giống như là đi ra ngoài đường có thể bị đụng xe hay làm cái gì để nguy hiểm tới tánh mạng của mình. Nhưng bề trên đến cho cái người này á bằng cách á là bị nhập và sau đó được giúp cho họ giải quyết á, thì họ lại được thăng tiến trên con đường tâm linh. Trong khi nếu mà cho bề trên cho họ đi qua một cái cảnh kia là có thể lái xe bị đụng xe hay bất cứ cái gì thì họ lại không được cái benefit đó, không có được cái lý đó và không được hưởng những cái phần đó sau này. Nên đầu chị nói với Chelsea á là nếu mà ai mà có cái hiện tượng bên Như Hình thấy được hay là bị nhập là kiểu như trúng số rồi. Trúng số rồi, tại vì cái hiện tượng đó mà phải có duyên, phải có duyên. Chứ bây giờ tự nhiên mình nói mình muốn gặp ma, Như Hình cũng không có cho mình gặp ma. Có cái này em đang thắc mắc, tại em biết có nhiều người họ hay trách lỗi hay đổ thừa, không biết nó có liên quan tới hồn ma hay là tự người chồng. Họ hay nói giống như là người chồng bỏ họ hay là bạn trai đi theo người khác, thì không biết họ nói là họ trong người ngoài thì nói là người đó không nên, không đáng nữa để mà giữ cần cái mối tình đó. Nhưng cái người bạn gái hay người vợ cứ nói là nhiều khi cái người chồng đó là không phải muốn vậy, nhưng bị ma nhập hay bị bỏ bùa bỏ ngải để theo người khác. không biết là cái chuyện này có thiệt hay là thực sự là có chuyện như thế bao giờ mà xảy ra như vậy là bị ma nhập mà đi bỏ vợ bỏ con. Cái đó thì cũng phải nói là tùy theo trường hợp, case by case. Cái đó là mình phải xét từng cái case by case. Thì phải nói là đôi lúc cái những cái người mà nói là cái người này theo cái người kia thành ra bỏ bê cái người phối ngẫu trong gia đình của mình. Thì cái người phối ngẫu nói là tại vì cái người này bị bỏ bùa mê hay là bị thư ếm gì đó. Thì nói ra như vậy đó là sao? Là cũng là một cái phần giải tỏa cho họ, giúp cho họ là tại vì cái người phối ngẫu họ thật sự họ nói là họ không có muốn như vậy, nhưng mà tại vì họ bị bỏ bùa, họ bị bê, thành ra đấy cũng là một cái điều mà an ủi cho họ. Mình cũng có khéo nhưng mà có hội, nhưng mà chuyện đã có cái người chồng đi hay là người vợ mà ngoại tình á, thì cũng có trong tình trạng cái người có kia bỏ bùa bỏ thư đặng cho dụ chồng người ta dụ vợ người ta đi.
thì trong tình trạng đó mình cũng có. Có. Vậy là có thể quý vị nào mà đang trong tình trạng này, nhiều khi không phải là bà không nhưng mà đàn ông không bị bị vợ hay là bị người bạn gái bỏ, nhưng mà cảm giác của mình nhiều khi mình biết được là không phải như vậy thì có thể liên lạc tới hội, liên lạc tới hội cũng được mà. Yeah. Wow, bữa nay mình cover haunted house bị nhập bây giờ ngoại tình luôn. Không phải nó thực sự có nhiều người mình đâu có biết đâu có liêu trai nữa là sao. Phải không? Cũng có luôn hả chị? Có em. Có nhưng mà mình sẽ để dành một cái topic đó qua một cái topic đó hơi quan trọng. Cái đó nó rất là quan trọng vì nó cũng có liên quan tới vấn đề hơi là liên ái chút trong đó. Mà với người. Mà với người giống như ngày xưa nay nói là liêu trai chứ gì. Em nói rồi một show mà 40 phút không giờ đâu. Dạ, tâm linh biết bao nhiêu về vấn đề là phải là gì, cái tâm giống như hồn ma không? Mà là giống bây giờ nó tới ma với người luôn. Đúng rồi đấy. Vậy là bao nhiêu trong, bây giờ em xin hỏi là trong hội mình đã thực sự mình đã xử biết bao nhiêu case rồi hả chị? Nhiều lắm luôn hả? 30, hơn 35 năm nay á, mấy chục ngàn case mấy chục ngàn case. Thành công hết mấy chục ngàn case. Mà càng ngày á, hội càng phát triển, càng ngày hội càng có nhiều khách hơn. Hồi xưa thì đối với hội đó mà mấy anh chị tiếp tục có khách gọi tới, có khách tới hội thì cái đó là cái feedback mà của bên vô hình cho mình biết là mình đang đi đúng đường. Nên vô hình rất là yểm trợ cho hội mới đem khách tới cho mình. Giờ cho em xin hỏi thời gian này để cho hỏi cho quý vị nào muốn biết là cái case như thế nào, là một case là chị thời gian mở khoảng một tháng một năm hay là hay bao lâu, hay là gặp như thế nào, hay là giống như tại em biết là chợ hội chỉ mở thứ bảy nhưng mà thường lệ nhưng mà có gì đặc biệt mà khẩn cấp là đâu phải là thứ bảy không đâu hả chị? Đối với hội thì hội làm việc là mở cửa để giúp ba tánh và tới sinh hoạt với hội là ngày thứ bảy từ 3:30 cho tới 7:00 là giúp đỡ riêng biệt từng cá nhân. Sau đó thì 7:30 thì hội có một cái buổi thuyết trình và sau đó là có cái huyền bí, thì đó là cái sinh hoạt của ngày thứ bảy với ba tánh. Nhưng ngoài cái đó ra thì anh chị em vẫn làm việc từng với những người khách kêu tới, thì không có nhất thiết 24/24 7 ngày một tuần, thành ra không có giờ nhất định, thành ra không có phải là chỉ có ngày thứ bảy không, mà tất cả là 7 ngày 24 tiếng. Thời gian mình gần sắp hết rồi chị. Chắc cho nói vậy. Thêm bây giờ không phải là ở Trung ương, ở Orange County, Dùng Cam không, mà hội bây giờ có trên San Jose nè, Stockton ha, Seattle, Trung ương mình là the main location Orange County, Dallas. Mình có Kansas, Florida, Virginia, Atlanta là những cái nơi ở ở nước Mỹ. Rồi ở bên Âu Châu là mình có bên Pháp, bên Bỉ, với lại Berlin. Việt Nam. Rồi mình có Việt Nam, mình có Hà Nội, Nha Trang. Nên mấy người khán giả của Chelsea, lại Sài Gòn TV, nếu mà không có gần Orange County ở đây của mình thì những nơi khác cũng có hội âm thanh học. Tại không nhất thiết là phải có mặt ở hội, mà chúng tôi có thể làm việc qua điện thoại, và qua FaceTime hay là webcam, tất cả những cái điều đó đều có thể giúp đỡ được hết. Thì mình còn bao nhiêu phút nữa vậy Chelsea? Ủa chị ơi, sao mau quá mau vậy? chưa có. Dạ, khi sao chị? Bây giờ chắc trước khi đi, trước khi hết chương trình, em hai chị có lời cảm ơn hay là những gì là số điện thoại để cho quý vị có thể liên lạc. Thì một lần nữa Kim Loan xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của hội ngày hôm nay, và số điện thoại để liên lạc là 714-530-0550. Và quý vị nếu ở gần đây thì quý vị có thể đến cái địa chỉ là 12362 đường Beach Boulevard, phòng 12 ở Stanton, California 90680, thì quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại là 714-530-0550 và các anh chị em sẽ trả lời điện thoại cho quý vị. Trong cái phần mà mình nói những cái hiện tượng huyền bí bữa nay, cái khi quan trọng nhất á là cái người mà thấy bên vô hình hiện tượng ma hay bị nhập là phải có duyên ha, phải có duyên mới thấy được. Cái điều thứ nhì á là phải có lý do, bên vô hình không có bao giờ mà tới mà không có lý do. Cái điều thứ ba, những cái hiện tượng huyền bí đối với hội 35 năm nay là có cái bài học tâm linh cho cái người đó, cho cái gia đình đó. Thay đại diện cho hội tâm linh học ha, chị Loan với lại Khánh Quyền muốn cảm ơn Chelsea với lại đài Lô Sài Gòn, tại vì từ lúc mà mình bắt đầu cái chương trình mấy tháng nay đó thì mỗi tuần mình có khách
especially mấy ngày lễ giống như lễ gia tộc kia rồi em có tới đó, là khách của đài xem cái đài truyền hình này tới nhiều lắm nên mình muốn cảm ơn. Giống như là cái này là một cái cách mà mình đem cái đức tin cho cho khán giả. Cảm ơn. Và cũng đó là một cái điều mà để cho Chelsea biết là tất cả những cái gì mà Chelsea đang làm và đưa phổ biến lên trên đài truyền hình đều có cái gọi là effect, giống như là gì em, kết quả vì khách tới rất là nhiều và tới để tìm hiểu về hội và để sinh hoạt luôn. Thành ra cảm ơn Chelsea rất là nhiều và cảm ơn đài. Em cảm ơn hai chị và Hội Tâm Linh Học đã có chương trình cho em. Và quý vị khán giả nào mà cần giúp đỡ đó, đây là một cái mà giúp cho mình, cái là tâm hồn của mình giúp cho mình rất là nhiều. Và em cảm ơn quý vị khán giả và hai chị đã đến với chương trình. Và hẹn lại kỳ sau mình sẽ nói thêm về tâm linh nữa. Em cảm ơn quý vị khán giả.